Ủa chị bà ăn kinh chưa? Ô đâu? Đấy. Thôi thôi đừng có xem cái này nữa. Thôi ông lại ngồi chơi sang nhá, tôi ra ngoài làm tí. Đi đâu đấy? Đi vệ sinh. Ờ đi đi. Anh Hùng. Ừ. Thực ra là ấy, anh Đức kia anh ấy thích em, nhưng mà em không thích anh đấy. Nani? Bây giờ anh lại làm người yêu em để anh Đức không thích em nữa. Là người yêu á? Thôi được rồi. Nhưng mà trong bao lâu? Bao lâu cũng được. Bao lâu cũng được. Thế là người yêu anh nhá. Nhưng mà chỉ hôm nay thôi. Ngày mai anh bận rồi, nhà anh còn bao nhiêu việc. Nhà anh còn bao nhiêu việc. Vãi cả chảnh chó. Nào người yêu thì khoác tay vào. Nhanh lên.